À, 100% là mình tự sản xuất cám đúng không? Cứ 30 ngày là ra là anh hết giai đoạn 1 là... À, 30 ngày anh bắt đầu mới cho... Mới cho ăn trộn đây này. À. Lấy ấy được chú đấy, nhưng mà cái này vẫn... Cũng thơm ấy. Này của anh ủ mấy ngày à? Cái này anh mới ủ chiều hôm qua. Ủi, nóng nhanh à. Thế có cái gì đây? Chuối. Chuối nhìn như run này. À, anh đang ủ công thức của mình đang như nào? 5. Nhiều đàn thế. 1 đàn này, 2 đàn này, 3 đàn này. À. Thế anh nuôi toàn bộ nhốt 100% có thả ra ngoài không? Không. Không thả. Thì đầu đang là anh nuôi chưa thả đàn nào. Đây anh vào giống lò giống viện đi anh. Đấy, có Cẩm Bình à? Cẩm Bình đấy. Này ngày thứ tư à? Này ngày thứ tư á. Thế kêu này. Mỗi một cái ô này là bao nhiêu mét vuông anh? Mỗi cái ô là 1.5 m với 1.3 m. 4.5 m. 4.5 m nhân 3 15 m. Ui, 500 anh úp lên 20 ngày. Thoải mái. Đấy, đây ngày xưa là chuồng lợn đúng không? Bây giờ cải tiến sang nuôi ngan này ha. À đây này vừa úp mà anh nhỉ. Đấy, chuyên nghiệp đấy nhỉ. Được. Lồng. Đừng ô một. Được đấy. Đang nâng cấp đấy. Cái lồng mình nhiều quá. Úp này thì phải học cái xe mình. Đây, xem đây. 100% là mình tự sản xuất cám đúng không? Cứ 30 ngày thì ra là anh hết giai đoạn 1 là... À, 30 ngày anh bắt đầu mới cho... Mới cho ăn trộn đây này. À. Lấy ấy được chú đấy, nhưng mà cái này vẫn... Cũng thơm ấy. Này của anh ủ mấy ngày à? Cái này anh mới ủ chiều hôm qua. Ủi, nóng nhanh nhỉ. Thế có cái gì đây? Chuối. Chuối nhìn như run này. À. Anh đang ủ công thức của mình đang như nào? 50% ngô, 50% đây là cái lúa mì. Cám mì à? Cám mì. Cám mì. 50% với 50% bã đậu. Còn cái này là chuối mà. Đâu? 50 cân ngô này, 50 cân cám mì này, 50 cân bã đậu. 50 cân bã đậu. Cái gì đã? Thế thôi, mày ăn ngô cám mì bã đậu. Đạm. Đạm hay cho sau. À. Đạm không ủ vào đây. À, nghĩa là à, cái ủ chỉ ủ tinh bột thôi. Thì ngô cám mì bã đậu ủ một ngày. Mới phối trộn. Bao giờ mình trộn làm cám thì bao giờ mình cho khô đậu mới cho được. Xem độ ẩm. Đồ này tưởng 20% hơn 20% đấy. Ẩm mà nhỉ. Ẩm đấy này với anh cho thêm nước đi đúng không? Thôi cho dì mặt thôi. À cho dì mặt tháo lên nhanh. Cái này nhanh. Mới dì mặt nữa. Dì mặt mới ăn chuối. Mùa này chắc thì chắc chỉ một ngày. Chiều nay anh làm rồi đó. Chiều qua chiều nay là một ngày. Đang đặt phi để làm nữa, thêm nữa mà. Thùng này thùng 108 này. Thùng 108. À, 3 thùng là được tạ rưỡi. À. Thế ngày nào ăn làm ngày đấy. Ngày nào ăn làm. Thế ngày nào mà giả sử mà đi uống rượu thì mình... Mà anh làm. Ngày nào mà... Đa số mà anh làm cám. Đây. Xong là đem. Đấy, cám đấy. Xong là đem ra đây. Đem ra đây. Có một con máy thôi. À, cái này anh chưa sản xuất thì mình kiểu. Thế nãy là mỗi thứ 50 này. Xong đem ra anh trộn đạm. Anh lấy đạm ở đâu? Đạm là khô đậu à? Đội hàng xịn đấy, bọn em hay lấy hàng dép công nó xấu á. Lấy 16 đấy. Em lấy có 14, bây giờ giảm hơn đấy. Nhưng mà nó xấu hơn. Đập gà. Đập gà. Thế đem ra là mình trộn thêm tỷ lệ như nào cái này nữa à? Cái này thì một tạ anh chỉ cho 5 cân khô đậu thôi. 5 cân khô đậu. 5 cân đạm. 5 cân khô đậu. 3 cân mix. 7 cân cá. 7 cân cá. Cá. Bột cá. Bột cá. Bột cá là tốt đấy nhưng đắt. Bột cá là phết đấy. 24.000 là bột cá tốt đấy. Bọn em bên kia chuyển là bột thịt nó rẻ hơn, nhưng mà bột cá là tốt đấy. 55%. Xong là ép. Đấy, ép ra viên đấy. À đây vẫn ẩm ẩm đây nhỉ? Đến đâu rồi cho ăn đấy luôn. Này là hong ra đây lúc là khổ một cái ăn luôn dư đúng không? Nó mới làm chiều qua. Thơm ấy, không có cái mùi. Thơm thì thơm, chẳng phải là bã đạo không để đấy. Thơm. Anh tính ra là một cân cá này ra hết bao nhiêu tiền anh? Mười nghìn à? Cái này ép ra nhanh không anh? Một giờ được khoảng bao nhiêu? Một giờ thì cái này nó chỉ tạ. À tạ. Nên là hai pha, à một pha đúng không? Vâng. Cũng được. Nó cứ học hỏi dần đoạn là thấy làm ăn được thì nâng quy mô. Từ ngày xưa nuôi gà đã mua cái máy rồi. À. Nên là làm. Nuôi gà cũng làm cám thả hết cái cánh vườn này. Ngày xưa anh cũng làm 1.500 gà ăn phối trộn rồi. Rồi. À. Cứ cho con này các bạn nâng quy mô lên. Lên 3.000 là phải nâng chứ đúng không? 3.000 đấy. Gì mật hay bột cá. Đây là ủ chuối à? À ủ chuối em xem nào. Đấy. À, lấy gọi là men chuối đúng không? Không chuối chứ bảo có vitamin gì nhỉ? Vitamin C à? C à? C chuối đấy.
Ui thơm đấy. Ừ, được, thơm, thơm, thơm. Hôm nay chiều hôm nay bọn trả cho một tạ. À, được. Công thức của anh quá đơn giản đi chứ, đúng không? Đơn giản thế ấy. Có nhận biết lắm rồi đồng đây. Ừ, nặng mùi. Ê. Đây là nhà nặng nó sở nó sản xuất. Ừ. Còn hôm xưa anh lấy cá Thanh Hóa không, à? Không có cái mùi vị gì cả. Mà báo 65% đồng đạm 32.000 một con. 55 đạm. Không hiệu quả, thế là đạm bộ. Nhiều đàn thế. Một đàn này, hai đàn này, ba đàn này. À. Thế anh nuôi toàn bộ nhốt 100% có thả ra ngoài không? Không. Không thả. Thì đầu năm là anh nuôi chưa thả đàn nào. Ừ. Lần tới này nó bảo làm ra để thả ra ngoài rồi. Ngăn mái chả phải thả đâu. Không, chỉ thả ra nó chung là thả chưa tốn nước ăn. Thế anh làm hai lớp lưới à? Hai lớp lưới. Lớp lưới kiểu cho nó cứng. Cái ở trên đỡ lọt. Ừ. Trên này cắm mình làm đấy. Hai lần cũng 4 ngày, 5 lần. Có thịt lắm. 45 ngày to ấy chứ nhỉ. Hôm nay để tí về bảo anh Tú xuống đây học công thức nhỉ. Yeah. Anh Tú làm công thức cũng 45 ngày mà sơ sát lắm. Không có thịt, này chắc chắc lắm. Chắc mà nhìn nó có thịt đấy. Trong của anh nó bé bé thôi nhưng mà chắc lắm. Cũng không đều nhỉ, không đều lắm. Để 80% mà. Đấy cũng cầm vàng đó. Ít cũng được. Còn mình. À, anh vào bao nhiêu con đây? Cả bên kia nữa đúng không? Ở dưới kia nữa. À, cũng 500 mà anh? Đây, ở dưới kia nữa, đây là 500. Tổng cái đàn này đến bây giờ hao nhiều chưa ạ? Tổng đàn này là hao 12 con. 12 con à? Chắc là không lỗi gì đúng không? Không lỗi gì. Không viêm gan? Không. Ecoli bại huyết mũi nào không? Ecoli bại huyết cũng không. À. Chỉ tiêm vaccine thôi. Mới đây nóng thôi. Nóng thôi. Không. Ngắn mái nó bé, nó cứ chết được mà. Không, ở đây cũng nóng đấy. Đâu à? Cũng nóng đấy. Anh cũng vẫn làm bếp phun thêm nữa. Dạ. Phun xương này này. Phải phun chứ. Đây còn phun xương này. Vì hệ thống chưa làm xong, mình làm để làm. Chứ đâu vừa làm vừa hút ra cái chuyện, làm xong rồi. Đấy, như cái làn này là làm vội làm vàng à. Xong rồi là lại đọc cái này. Không, chính ngăn này cũng được nhé, không phải phá thông đâu, cứ từng ô một có khi lại còn chuẩn nhỉ. Gọi là tức là cho nó thấp xuống tí thôi, cho nó thoáng chuồng. Đây bọn này là bọn 76 đây. À, 76 lò, được cái đi anh. Cái đấy. Được mấy ngày đấy ạ? Hôm nay 23 ngày. 23 ngày cũng được. Này, nhiều. 50 con rồi. 50 con à? Hao giờ cũng mới nữa. Cái mùa này nó thế. Cái bản chất nó 76 nó cũng khó hơn. Nó nóng. Mấy cái vơ vào cái mùa. Cái mùa này nó cũng khó. Con này thì nếu mà nuôi mùa đông thì được. Đúng rồi, con này mùa đông thì quá cần đấy. Đạt cân, bệnh tật nó đỡ. Hôm nay anh vào giống con này là bao tiền một con? Hôm nay giống con này là 8.000. 8.000 à? Thế hợp lý. Hợp lý. 76 ở giống ở lò ở đâu anh? Hưng Yên. Hưng Yên à? Hưng Yên à? Hưng Yên à? Em không biết lò 76 ở đâu. Anh bán, nói chung là họ bán ngang cho là... À. À, kiểu người ta giới thiệu bảo đấy chỗ này bắt đấy, tốt đúng không? Đấy là anh này gọi bắt cho luôn tròn lịch. Đây này đang bán mà. Tròn chưa? Này hôm nay bắt lốt vào còn mấy con đó. À. Bán lẻ à, bán đang đang bán giá bao nhiêu anh? Anh bán là 60. À được, hợp lý. Cái này khoảng 2 cân rưỡi nhỉ. Được không? 4 hay 1 rưỡi. Cũng già rồi, cánh dài hết rồi. À. Ui đây bên này mà ui làm sàn nhiều thế. Đây cái này. Đây này, à cái đàn này. Cái đàn ý là cùng đấy, đàn kia đấy. À. 500 đấy. Đây, anh đang bảo giải đốt sàn nữa. Đang cơ cho đây đúng không? Đấy, làm ra đang luôn. Đây là cái ống 21 này được này. 21 ly 6 này nó không dỉ đâu. Không dỉ. Rồi. Trên em toàn bộ 21 ly 6. Bây giờ cái đợt này nó không rẻ. Trong Tết mua 107, giờ có 145.000. Yeah. Trên em mua 104. Trên Hưng mua 101 rồi ạ. Trong Tết anh lấy 107 ấy. Trong Tết em lấy 104 ấy. Em làm thường trong Tết cũng 140 đi anh. Nhiều. Cũng tùy, em lấy nhiều, em lấy hàng trăm cây ấy. Cũng được. Đấy, trên em làm 70 phân này. Đi thoải mái luôn. Anh hôm xưa anh lo thưa. Chẳng sao đâu, lấy cái cứng á. À, thế hai đàn tách một đúng không? Đấy, bỏ là xong nó làm, tải mỗi đàn kia xuống đây. Của em mổ, chết. Nó mới thả ra vườn đây. Mới nay bắt đầu mổ hai con. Một kiện nó mổ chưa? Em mổ chết luôn. Đây chưa hẳn mỏ đâu, ăn rồi chứ? Ăn rồi, ăn
Xong rồi, cái này đang tầm 2-3-4 ngày rồi. Đàn này bắt xong một viên 2 ngày. 3-4 ngày. Đẹp rồi, nếu mà cắm trộn thế này mỡ màng rồi. Cũng tương đương cắm viên, không kém cắm viên đâu. Dễ tú nhiều. Anh làm như vừa rồi đấy, phải 5 ngày đạt cân bằng cắm viên. 75 ngày anh bán ra nó xô bao nhiêu ạ? Xô 245 đến 250. Thế nó gọi là 1910. Con ngan ấy không phải ngan chạy gì đâu. Ngan ấy nó quật kẹo nhiều lắm. Đấy, gọi là 1910 cho cam viên, không kém. Cam viên thì chứ chị cam cơ bản đang đứt. Thế này thôi, nếu mà cắm anh làm chất lượng kém hoặc là nó quá rẻ nó cắn nhau mầm luôn. Cái giống ngan này nó thế này. Không, mình vì mình nuôi chợt không? Thực tế anh nuôi ngan mái không phải thả đâu, chả phải thả đâu. Ăn được được anh máy. Muốn thả được ra thì muốn làm gì tốc độ đạt cân nó sẽ đạt hơn mà màu mã sẽ đẹp, nó chỉ được cái màu mã thôi, còn đạt cân theo ông nghĩ là nuôi nhốt đạt hơn, ít vận động không đạt bằng ông kia. Ông nuôi hay chế độ ít nhưng mà ông ăn ít lắm, nó thoáng bãi nó mát, có bãi nó mát cũng được, vẫn cây vẫn kiếp nó tiêu tốn thức ăn ít thôi được. Như thường như anh toán anh nuôi cắm viên là cứ nếu mà 200 con cái mà lên làm 190 con là cứ phải 63 báo cám mới đạt được 2,5 cân. Ừ. Cứ tạm thời năm nay gọi là học hỏi đã. Xong năm nay là đang học hỏi. Không nào bây giờ cứ chúng chơi. Đó. Bây giờ gọi là cái mùa nắng thì mình nuôi ít một để học hỏi. Còn sang mùa lạnh bắt đầu là có bí quyết là nừng phun luôn. Có thể nuôi chuyển đực, còn đực cứ từ từ, mùa này nó đực chán lắm, nó hao, nó bệnh, nó hao, mấy năm nó cuối cùng nó không đạt cân. Đây. Đẹp phết nhỉ, công thức ngon đấy, tí xem anh công thức làm như nào. Cái lưới có bài nó có cái hại của nó là con ngang nó không chạy được mấy rồi. Anh nuôi đực ở đây thì anh nuôi ít thôi nhưng mà không bị con nào chân, nó không chạy chân bằng cái lưới này. Kia thì tuy rằng làm nó hơi tốn kém. Về lâu dài nó cũng lâu dài nhưng mà nếu để sạc chân thì ít, không bị sạc chân mà nó không có cái cục à. Êm hơn, lưới nó đau hơn, đau lắm. Đau. Mình đi cả cái còn đau. Thế thì sang bên Hải Dương làm lưỡi lốc. Đau mà. Êm, êm lắm. Đau hơn. Cái lốc nó có sợi ly rưỡi mà, 2 ly có. Đấy, là cao thủ đấy. À thế anh làm chuyên thế này úm à? Chuyên để úm. Cái mái này anh có tưới mái không? Có chứ. Để tưới đấy. Phải chứ. Nắng lên là phải cả ngày luôn. Và tốt nhất là anh căng thêm một cái lớp bạt đấy nữa cách nhiệt nữa. Chứ không là nhiều trại nóng quá là cũng hỏng. Không anh nếu nóng quá thì dùng bạt, còn đẩy chế độ kia thì bóng là tự động. Thế anh mới nuôi ngan mà đầu tư như này là cũng hợp lý đấy. Nói chung là anh tìm hiểu thì được chú cũng tìm hiểu các ông mà nuôi vịt ở bên cái gì nhỉ? Bên Hải Dương à? Vâng. Ông già đấy mà làm nhiều vịt một. Ông mỗi lưỡng vào ấy là anh tìm hiểu rồi nhưng mà anh vẫn đang làm con lợn. Vâng. Làm cẩn thận đi. Ô ở dưới, ở cái này chắc lắm nhỉ? Yeah. Phẳng như sân bay luôn này. Đấy. Bên kia mà em làm cái lưới lốc nó êm hơn, ý lốc nó êm hơn. Cái lưới này cũng được. Cái này thì vẫn bị cứng. Cũng bị cứng đấy. Nhưng mà nó có hai cái đầu, anh đặt đúng cái hướng ấy, đúng hướng kia nó đau chân này. Cái lưới nó đằng cái nó lộn chặt. Đây anh vào giống lò giống viện đi anh. Đấy, có Cẩm Bình à? Cẩm Bình đấy. Này ngày thứ tư à? Này ngày thứ tư á. Thế kêu này. Mỗi một cái ô này là bao nhiêu mét vuông anh? Mỗi cái ô là 1.5 m với 1.3 m. 4.5 m. 4.5 m nhân 3 15 m. Ui, 500 anh úm đến 20 ngày. Thoải mái. Nắng này thì tầm 15 ngày thôi ra rồi. Cứ làm cú sau là cho ra. Cẩm Bình mấy là phiên là 10.000 nhỉ? 11.000 ở đây đấy. Cả cước cũng được. Đấy, mùa này úm nhàn mà, nhưng mà có cái vất vả nhất là cái mái rồi, sợ nó nóng rồi. Không, anh phun dương mà phun vải trên hết, vải hết luôn. Vải 550 đó là vải. 500 thì họ cho 10 con, 510. Hao mấy con rồi anh? Chưa hao con nào. À, được đấy. Thế được rồi. Nói chung anh thấy ngan này là chuẩn đấy. Anh bắt lò thì đa số bị hao. Lò nó gọi là hên xui, nó không lọc kỹ đây, bọn này lọc kỹ hơn. Bọn mình cứ hiểu là đây là loại 1 chẳng hạn.
cái giá 10 11 nghìn là quá hợp lý rồi. Về nó chạy nhanh lắm, về nó không như lò lò nó cứ rúm với nhau. Đốt rồi bóng sưởi đủ hết các bạn. Không đẹp. Nhưng mà mình vẫn phải thử. Này. Bọn em thì kiện thế chứ toàn bộ nuôi viện hết đắt hơn một chút, kể cả gấp đôi luôn đấy, giả sử lò 5 6 nghìn nhưng mà không ổn định đâu. Thì lần xưa Kiên nó bảo anh xong mẻ này 20 ngày tới bảo Kiên nó lại hẹn cho lấy 500 đợt nữa. Lại bắt đầu vào đợt rồi. Được thì phải sang được thì phải tầm tháng nữa. Nó đẹp, nóng lắm, được mùa này nóng lắm, hao lắm. Nóng hao. Cái con này úm tốt lắm, con này không chết con nào ấy. Của em đi kia úm em uống tổng 2.001 chết có 4 con. Thế mẻ chưa kia nó bắt cho đấy còn về còn đến 20 ngày không chết con này. Giống này tốt lắm. Giống được, khỏe ạ. Khỏe. Cái đồng tiền mình bỏ ra nó xứng đáng, đúng không? Xứng đáng. Mà kể cả nuôi đến lớn thế nó cái giống con ngan mà. Bây giờ con cái giờ nó lò giờ nó rơi vào 8.000. 8.000 này. Bên 8.000 em nó báo 6.000 đấy, 6.078 đấy. Thế bọn này đắt hơn có 3.000. Mà mình nuôi đạt. Nhẹ thôi. Anh thấy nhẹ. Đấy đang kêu rồi. Anh có cho uống cái phở lo ở Thương Hàn chưa? Có. Thương Hàn chưa? Uống. Hôm nay là lịch là làm mấy đây làm kháng thể ra bệnh đây. Kháng thể. Cứ làm 20 kháng thể. Rồi. Gan này làm rồi. Để viêm gan. Nó phải là anh không ở đây nên thằng người đến là nó cứ nhào ra nó kêu đang hết cả. Đây anh làm tự động đây đúng không? Đấy là đặt, hai cái tự động đấy. Đặt 32 30 là tự ngắt đúng không? 30 32 là tự ngắt. Đấy làm theo chế độ. Đây là cái chuồng lợn. Cái chuồng anh làm lâu chưa? Chuồng anh làm từ 2015. À. Dưới kia mới làm năm kia. Rồi. Ui còn đây chỗ đây nhỉ. Tha hồ.